Xin chào các bác nhé. Vũ Sim Thái Nguyên hôm nay sẽ chia sẻ với các bác hai cây sim mà mình mới thấy chậu. Tức là nó một cây dưới đất và một cây trên chậu thì mình thay sang. Thì cây này là cây thứ nhất. Đấy, thì tuy rằng là thân nó không được to nhưng mà nếu mà mình chơi cây sim á thì cái mình phải chọn được cái thân mà từ phôi. Cây này thì được Vũ ươm gần 2 năm nay rồi các bác ạ. Thì cái thân nó trong quá trình nuôi ấy, nó rất là sáng cây. Đây, nó rất là sáng thân mà nó có cái tuổi trẻ. Cái thân nó rất là trẻ. Đây. Đấy, thì Vũ cũng mới thay chậu cái này. Tại vì là cái kinh phí phải mua chậu nó rất là cao. Cho nên là mua cái chậu rẻ thì nó không được bền. Cho nên là mình cứ nên chậu từ từ thôi. Thì hôm nay Vũ sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn yêu sim ấy, những cái cần đủ để cho cái cây nó phát triển. Đấy, thì Vũ cũng nuôi chơi sim cũng rất là lâu rồi nhưng mà mình chia sẻ các bạn rất là ít. Đây, bây giờ mình sẽ chia sẻ hai cái cây mà mình mới nên. Đây là cây thứ nhất. Đấy. Các bạn nhé. Cây này là cây nhỏ, vừa. Đấy, thì cái tán này các bạn nhìn đây là thực ra là bình thường thì nó sẽ không sẽ do mình cắt tỉa với mình chọn lọc cái dăm nó thẳng. Thì sau này mình chơi một cái dáng nó tự nhiên trên chậu. Các bạn nhé, mình quay xa ra một tí. Đấy. Đấy. Tự nhiên trên chậu thì mình để chơi hoa là một này. Mấy hai nữa là mình giữ cho cái form cây nó không khỏi bị chết dăm. Rồi là mọi thứ thì mình phải lọc và mình cắt giật. Thì sau này nó có quả, có hoa. Có hoa xong bắt đầu có quả thì nó sẽ nặng. Nó sẽ nặng những cái cành này xuống. Sẽ làm mất cho cái form tán là đi. Đấy các bạn nhé. Đấy. Thì đây là cái màu lá mà mình đang chăm sóc nó đây. Các bạn thấy không? Đấy, nó rất là xanh. Đấy. Mình cho lên chậu thì mình đã cắt giật nó lại để cho nó những cái lá non nó khỏi bị nó mất nước ở cái lá non rất là nhiều. Thực ra cây thì cũng không cần phải nu cục quá. Tại vì sim này mà các bạn chơi nu cục quá thì cái độ tuổi nó rất là cao rồi. Thứ hai là sau này mà nó có bị ánh nắng chiếu vào thì cái nu đấy nó cũng rất là dễ bị nắng làm hỏng mất, làm nứt nhá. Đấy. Và sao sim của mình là mình không chọn cái loại nu cục. Mới lên chậu nhưng mà đảm bảo với các bạn rằng là nó không bị trột, không bị xuống lá nhé. Thời tiết mưa rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn xem. Cái form cây tuy rằng là nó, thời tiết nó nắng oi nhưng mà đấy, form cây nó vẫn giữ được. Thì bây giờ mình cho lên chậu to hơn và mình chăm tốt hơn nữa đi thì sang năm mình lại có một cái bộ tán nó xọa xuống đây. Nhưng mà nó vẫn cứng, nó không bị đổ ngả, bị nghiêng. Đấy, đây này, nếu mà nó nặng này, cái cành mà khi mình không cắt giật ấy, nó sẽ bị cong. Cong quá nó nặng, nó sẽ tạo nhiều như thế, sẽ làm cái cây nó xõa xuống, nó mất cái thẩm mỹ. Đấy, đây là một cái cây, nhưng mà cây này không phải là cây mình nên, cây này nên chậu rất là lâu rồi, 2 năm rồi. Đấy, nó vẫn giữ được form. Đấy. Và đang quả đây. Đang quả rất là to. Đấy. Quả rất là to. Đây. Và đấy. Quả rất là to. Đây, cái khi mà cây đã được ngoài 2 năm rồi thì nếu có phơi nắng đi chăng nữa thì cái thân này nó sẽ không, nó chịu được nắng này. Đấy, nó sẽ không bị nứt này.
Tại vì nó do nếu như mà cái phần gốc này mà nó nu cục, cái phần rễ nó chưa đảm bảo, nó sẽ ánh nắng nó chiếu ở đây nó sẽ làm hỏng cái phần thân gốc này. Chẳng hạn như này. Đấy, ví dụ như này. Nhưng mà ánh nắng nó chiếu trực tiếp vào đây nó sẽ những cái nu cục này nó sẽ bị nứt bỏ do cái tuổi già. Các bạn nhé. Đấy. Rất là xanh tốt. Đây là cây thứ hai. Cây thứ hai mình mới lên chậu cây này thì gốc hơn 40. Các bạn nhé. Đấy, mình cũng phải cây này là mình ươm ở dưới đất. Mình cho lên chậu. Cây này ươm được một năm mấy tháng rồi đấy. Thì cũng đang quả. Đây. Đang hoa và đang quả. Tại vì sim này nó sẽ không bị mất mùa các bạn. Ra hoa là sẽ có quả. Tức là tất cả những cái hoa nào mà nở là nó sẽ có quả cái hoa đấy. Mình đã cắt lại để tạo cho nó một cái form mới. Tức là tạo cho nó một khung mới. Thì mình cho lên chậu, mình nuôi. Đây. Nhưng mà toàn bộ những cái cây của mình là mình không dòng nổi nên quá mặt chậu. Cái gốc này á, mình cho cái mặt bẹ nó thấp xuống khỏi cái mặt đất khoảng 5 đến 7 phân. Để cho nó tránh được cái ánh nắng ở ngoài Bắc này, nó ánh nắng nó trực tiếp vào những cái phần mặt trên chậu này. Tại vì là chậu bê tông nó đã thường thường là đã giữ nhiệt rồi. Và nếu như mà những cái bộ phận rễ mà nó mọc gần so với cái mặt chậu quá thì cái thời tiết này nó sẽ làm ảnh hưởng, nó sẽ làm hại rễ rất là nhiều. Cho nên là bắt buộc mình trồng toàn bộ phải tụt xuống hết các bạn. Đây, hoa vẫn còn đang nở đây các bạn nhé. Đấy, vẫn đang nở tiếp, quả vẫn có và hoa vẫn đang nở. Đấy, đây là cây thứ hai đấy. Mình lên chậu thì mình trồng theo cái dáng của mình thích thôi. Tại vì là trong cái cảnh thì đúng là cũng không nói thế nào là cái dáng nào đẹp, dáng nào không đẹp cả. Nhưng quan trọng là mình đam mê, mình thích, tự tay mình làm. Mình chia sẻ với các bạn để mà cái thú chơi của cây sim đây, như các bạn có công nhận với tớ rằng là cho mình rằng là cái cây sim mà để chơi cảnh, nếu mà làm cho nó gọn lại thì cái không gian nhà mình nó rất là đẹp. Đấy, một cây trên chậu như thế này nó thuần và nó ra quả ra hoa, mình được ngắm, mình được sờ, cảm thấy nó có cái niềm vui các bạn. Tại vì trong nhà thì mỗi cây mình chơi một loại. Đấy, các bạn thấy không, nhưng trong nhà chỉ cần 1 đến 2 chậu sim như này thôi, nó sẽ tạo cho không gian nhà mình nó thêm phong phú hơn. Còn đây là bản thân mình thì mình yêu cây sim mà mình làm nó thì mình cũng được kinh tế và mình cũng bán được cho mọi người, chia sẻ được cho mọi người đấy. Như nhà các bạn thì chỉ cần 1 đến 2 chậu sim để nó tạo cho thêm phong phú cái không gian của các bạn thôi. Thì các bạn làm sao mà tạo cho nó một cái bộ tán nó vừa gọn, vừa đẹp và vừa hợp với cái chậu của mình. Đấy các bạn nhé. Đấy. Thì còn mình chơi thì nó cũng vẫn phải là gì đó, nó đôi chút nó phải cho nó một khuôn khổ đấy, nhưng mà vẫn giữ được một cái nét tự nhiên. Đấy, vẫn giữ cho nó một cái nét tự nhiên. Cái gốc này rất là to. Nên trồng cái đất này, cái đất trồng sim thì nó rất là quan trọng. Cái đất màu mặt ruộng này các bạn cũng nên hạn chế nhé. Tại vì là nếu như không có đất đổi ý, thì các bạn nên phải tạo cho nó những cái độ ẩm trên mặt đất này rất là cao. Tại vì rễ của nó toàn bộ sau này nó ăn ngang ra chứ nó không ăn sâu xuống. Tại vì là rễ mặt rễ tôm nó ăn ra mà. Cho nên là đất bắt buộc phải tơi, càng tơi bao nhiêu thì cái rễ tơi của cây sim nó ra càng nhiều. Bạn càng tơi càng thoáng thì cái rễ tơi càng nhiều. Mình không nói chuyện là cát nhé, đang nói là cái chuyện là đất đồi nó sẽ làm cho cái rễ tơi nó mọc rất là nhiều. Những cây nào mà rễ tơi mọc nhiều thì cái phần tán lá nó rất là khỏe. Đấy, cây phát triển rất là tốt. Nên mình chia sẻ toàn bộ là mình phải chọn đất. Đấy, kể cả mình nuôi trong chậu nhỏ đây, bạn nhìn xem. Trong chậu rất bé, chậu đường kính khoảng 60 thôi, 50 thôi. Nhưng mà cái tàn nó cũng cái lá nó cũng rất là xanh. Mình nuôi theo cái gần như là nó sống ở tự nhiên như nào.
thì mình chỉ chăm nó hơn ngoài tự nhiên một tí thôi, thì để giữ cho cái cây nó hợp với cái cách chăm sóc đấy và cái tự nhiên, môi trường tự nhiên nó sống như thế nào thì nó rất là dễ thuần. Đây đấy, những cây thuần này, những cây đang hoa này, đây mình quay cho các bạn xem, đang hoa nó vẫn rất đẹp. Mọi người cũng nở hết rồi nhưng mà mình đây thì mình vẫn nhà mình vẫn nở nhé các bạn nhé. Lọc non vẫn lên, đấy, hoa vẫn nở, đấy, bông hoa cuối cùng, những nụ hoa cuối cùng, quả cũng đang sắp chín rồi đây các bạn này, đấy, nhưng mà nụ vẫn ra, đấy, nụ vẫn đang chờ nở, quả sắp được ăn quả rồi các bạn nhé. Đấy. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái như thế, thì đây là những cái cây mà mình nuôi đang thuần hóa những cái cây rất là to. Đấy, cũng đang thuần hóa. Đấy. Thực ra thuần thì nó rất là vất vả, tại vì nhìn được những cái tác phẩm, gọi là những cái cây mà nó thành phẩm lên như này rồi thì đa phần là mất rất nhiều thời gian. Đây, nhưng mà kể cả những cái cây to, nó gọi là hàng to với mình đấy. Còn các bạn thì mình cũng không nắm rõ đâu, nhưng là toàn bộ đấy là sim miền Bắc của mình. Mình tuyển hàng miền Bắc. Đấy. Nó phát triển về cơ bản thì cũng rất là tốt. Nhưng mà thuần hóa được kín tán này thì nó cũng rất khá nhiều thời gian. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vua Sim chia sẻ với các bạn những cái mà kinh nghiệm về để nuôi hoa sim nhá. Để riêng cây sim thôi. Còn những cây khác thì mình không nắm được nhiều kỹ thuật đâu. Để chia sẻ với các bạn cùng đam mê, cùng sở thích. Đấy, năm này thì thu rất là nhiều quả để ngâm rượu này. Đấy, tha hồ quả để ngâm rượu. Đấy, mà vẫn giữ được cái dáng cây nó đẹp nhá các bạn nhé. Thì xin chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Qua Sim chia sẻ thật là nhiều. Bước này nó sẽ là bước mà hình nền của cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn những video về sau.